Làm ơn mắc oán, giúp người lại được nạn nhân đáp trả bằng hành động bất ngờ. Vụ việc xảy ra vào lúc 7 giờ 42 ngày 16 tháng 4 tại hầm chui nối đường Trần Duy Hưng và đại lộ Thăng Long, Hà Nội. Lúc này trời đang đổ mưa, xe máy di chuyển vào hầm thì va quẹt vào đuôi ô tô phía trước. Do các phương tiện di chuyển nối đuôi nhau nên đã không kịp phản xạ, hai xe máy khác lưu thông gần đó bất ngờ va chạm vào nhau. Sau cú va chạm, cả ba xe máy đều ngã ra đường. Nhiều người đi đường đã dừng lại chạy đến đỡ các nạn nhân và xe máy vào lề đường. Một nạn nhân bị thương khá nặng. Thấy người gặp nạn, một tài xế ô tô đi sau cũng dừng xe xuống hỗ trợ. Tuy nhiên, khi xong xuôi, đang chuẩn bị rời đi, thì vị tài xế lại bị một thanh niên mặc áo mưa hiểu nhầm là người gây tai nạn, yêu cầu phải ở lại giải quyết. Thậm chí, nam thanh niên này còn cẩn thận chụp lại biển số xe của tài xế hết sức vô lý. Được biết, tài xế bị hiểu nhầm trong câu chuyện trên tên là Duy X, quê Vĩnh Phúc. Trước tình huống hiểu nhầm, nam tài xế rất bất ngờ, liền vội vàng giải thích mình chỉ đến giúp đỡ và không liên quan đến vụ va chạm. Để chứng minh cho bản thân, Anis đã cho những người có mặt tại hiện trường xem camera hành trình trên ô tô của mình. Ngoài ra, tại hiện trường, chiếc xe ô tô đi phía trước xảy ra va chạm với xe máy, cũng dừng lại khi thấy ba chiếc xe gặp nạn. Chủ ô tô cũng đến hỗ trợ và xem tình hình của những người đi xe máy chứ không bỏ chạy. Vụ việc sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của dân mạng. Nhiều ý kiến cho rằng chiếc camera giống như bùa hộ mệnh cho sự đen đuổi của nam tài xế không may bị bắt vạ. Mọi người nên sắm một chiếc để khi tham gia giao thông rơi vào trường hợp tương tự. Bên cạnh đó có bình luận lên án việc nam thanh niên vội vàng quy trách nhiệm cho người khác là điều không nên, cần phải hỏi rõ ngọn nguồn sự việc trước. Làm người tốt khó lắm, phải đâu chuyện đùa. Thời buổi bây giờ, nhiều khi muốn giúp cũng gặp họa như chơi. Mọi người nên trang bị camera hành trình, nó thực sự rất hữu ích trong nhiều trường hợp. Làm ơn mắc oán, câu nói tưởng chừng đã cũ, nhưng không ngờ tới bây giờ vẫn phát huy tốt tác dụng. Thậm chí, nhiều người ngao ngán rất sợ phiền phức, hiểu lầm, ngại giúp đỡ người khi xảy ra sự cố trên đường. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.